Rồi, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hoàng Đức TV nhé. Hôm nay mình lại bắt đầu đi chợ phiên tiếp. Sau một tháng nghỉ chợ phiên thì bây giờ mình lại quay lại để đi chợ phiên tiếp nhé các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đi khám phá chợ phiên ở xã Phồng Lái. Theo như mình được biết thì bây giờ mọi người đã quay trở lại để họp chợ rồi nhé các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ đi xem ở chợ có những gì và bà con có đi đông đúc không. Bây giờ mới chỉ có 6:30 thôi, nhưng mà thời điểm này thì mặt trời cũng đã mọc lên rồi, tại vì trời nó sáng rất là nhanh mà tháng 5 mà. Rồi ok, mời các bạn theo chân của mình nhé. Ở đằng sau kia có mọi người đang hái chè rất là đông. Đây nhé các bạn nhé, mọi người đang hái chè này. Ở đây thì họ đang hái thuê nhé. Đấy. Hái thuê theo như mình được biết thì 2.000 một kg. Đây các bạn học sinh, bây giờ còn chưa vào lớp. Hiện tại thì đang đứng ở chỗ ngã ba các bạn nhé, ngã ba Phồng Lái. Bà con chuẩn bị đi chợ, có người thì đi về rồi, có người thì mới chuẩn bị về. Còn nếu mà những ai buôn bán thì sẽ chuẩn bị đi về hết rồi. Còn những ai đi mua sắm ở chợ thì mới bắt đầu đi. Còn đây sẽ là cổng chợ này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Bên trong chợ thì hiện tại thì cũng rất là ít người, chưa có bà con đến chợ mấy, chỉ có đác đác vài người, chủ yếu là người mua bán. Nhộng tầm ôi cái kia đen xì kia rau củ quả rất là nhiều nhé các bạn nhé. Mùa này hình như mùa này là mùa xoài mới là mùa măng này, dứa này. Rồi các loại hoa quả khác nhiều lắm. Cái này không biết là mang gì, chắc là mang đắng. Bây giờ thì vẫn còn sớm đấy các bạn nhé. Nhưng mà tuy là trời nắng nhưng mà theo như kim đồng hồ thì là vẫn còn sớm, chưa đến 7 giờ sáng đâu, thì mọi người vẫn chưa đi chợ đông đúc cho lắm. Bình thường vào những cái phiên chợ bình thường hàng ngày thì mình đi đông lắm, không thể lọt được những ở cái chỗ này luôn ấy. Rau củ quả rất là nhiều, hoa chuối, măng. Bây giờ đông dần rồi. Lúc nãy mình đi thì chưa đông lắm. Còn bên này sẽ là chợ cá nhé các bạn nhé. Tập trung đầy đủ. Ở kia có ông anh trung thủy kìa.
một tháng rồi mới được đi chợ đấy. Bên này sẽ là chợ gà, vịt gà, còn bên kia sẽ là dê với cả lợn. Ốp hôm nay như lợn ít thế nhỉ. Đi vào trong kia xem thử thôi. Còn rê. Và bên trong kia sẽ là chợ lợn nhé các bạn nhé. Mình sẽ không đi vào trong kia nữa bởi vì nó mùi lắm. Con dê dắt tay luôn. Đây nhé các bạn nhé, dê này thì là 120.000 một kg. Có cả con nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Có cả đực, có cả cái luôn. Dê bây giờ xuống trước là 160 đến 180 cơ. Còn bên này sẽ là lợn này. Đó. Lợn bây giờ hình như là cũng đang giảm dần rồi. Hôm nay ít lợn lắm. Lợn con này thì 150 nhé các bạn nhé. 150. Theo như mấy anh bảo là 150. 150 một cân. Hàng bánh các bạn ơi. Bánh rán, bánh quẩy, bánh cuốn. Bên này cuốc xẻng, dao, rồi các lao cụ khác để phục vụ cho bà con lao động. Rất là nhiều cuốc xẻng, đủ màu, đủ loại, đủ kiểu, đủ dáng. Rồi.